Đỡ chưa? Đưa vợ đi đẻ mà anh chồng vẫn hấn hở quay clip làm kỷ niệm, khiến chị vợ tức muốn khóc. Ây chô, sau bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi thì cuối cùng cũng tới ngày đưa hai mẹ con đi đẻ. Ấy thế nhưng mà chuyến đi đẻ này có gì đó lạ dữ lắm. Chị vợ thì đang đau muốn chết đi sống lại. Ấy thế mà trong cái vẻ mặt anh chồng thì vẫn tỉnh bơ. Có kìa, lại còn lấy điện thoại ra quay clip để đăng tấp tấp nữa chứ. Chị vợ trong mặt thì đúng kiểu tầm này bà mà đẻ xong thì bà cho mày biết tay. Đứa con trong bụng chị thì chắc kiểu anh ba nhà mình cũng mai tấp tấp quá ha. Nhắc tới mình thì cũng sớm làm idol cho coi nè. Sau khi xem xong, một số cư dân mạng đã để lại cho anh rất nhiều lời khuyên. Nhanh trí phát livestream, tranh thủ cái tầm này để bán hàng anh ơi. Kiểu gì cũng nghìn mắt xem luôn. Nắm tay ảnh làm gì chị ơi? Nắm tóc ảnh cho chắc. Hai vợ chồng cùng đau thì chị sẽ thấy đỡ hơn đó. Đúng kiểu đau 3 phần mà 7 phần thì bất lực luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, bình luận và nhấn đăng ký kênh Tin Nhanh 5K để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.